Chào mọi người nha, món ốc biêu vàng đã xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng ăn cùng mình nha. Ừ, nóng quá. Quá nóng luôn mọi người. Cua, bắt được con cua nhé mọi người nha, bắt luôn đây. Con cua này con đồng nhé, đây nha, bắt được con to hơn này. Con này này mới là to này đó. Cái ốc biêu vàng này á, người ta bảo là ăn nó độc chết người, nhưng mà mình ăn ở tí đầu thôi, không bận gì nha mọi người nha. Biết cách làm ăn nó rất là ngon mọi người ạ. Đây rất nhiều nhưng mà toàn những con to, con bé thôi các bạn ạ, không có con nào to hết. Đây con này là ốc nhồi. Con này ốc nhồi chứ xoắn xoắn này. Xoắn xoắn là ốc nhồi. Đây toàn con bé rồi, như kiểu con to nó trôi hết rồi sao ấy. Đây bắt được thêm một con to nữa nhá. Đây, ông mà ốc này lai vô đen rồi mọi người ạ. Còn đen xì. Đây một con nữa đây. Một con nữa này. Nói chung là nước đục mình không nhìn thấy. Đây một con này. Nước đục khó nhìn quá. Trời nó vừa mưa xong nên là nước nó rất đục nha mọi người nha. Đây sờ như không phải. Thank you.
giờ mình cho thêm nước Coca-Cola vào nha, để cho nó mềm nha.